Đây nữa nữa hay sao nào à? Để xe khách nhờ của chú anh chị. Thì hiện tại Phúc Khang đang có mặt tại đám tang của cố nghệ sĩ Xuân Yến, mẹ của Chinh Chinh và mẹ vợ của nghệ sĩ Kim Tử Long nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bên trong có nghệ sĩ Châu Thanh, Phương Hằng và cũng có bông hoa của Tô Mỹ, Phụng Liên, Hội Miêu cũng khá là đông đang bên trong để thăm viếng cố nghệ sĩ Xuân Yến nha cô chú anh chị. Thì hiện tại Phúc Khang đang có mặt thì cũng có rất là nhiều các anh em YouTube cũng đang tác nghiệp, cũng đang quay thì rất là nhiều. Thì có rất là nhiều vòng hoa cũng như quý khách họ hàng cùng các nghệ sĩ đến viếng khá là đông. Thì bên trong là khá là nhiều, khá là đông của quý anh chị, cho nên là Phúc Khang chỉ quay sơ lược ngoài thôi, không có quay bên trong. Thì đây để Phúc Khang mở để máy lên cho đông, khá là đông. Thì bên trong cũng có khá là nhiều đông khán giả cũng như là người thân và kể cả cũng như là các nghệ sĩ cũng như là cô Sáu Hồng Nhung, Tiểu Linh Vũ, Kim Tho, nghệ sĩ Châu Thanh,
rất là đông, đang đến viếng cố nghệ sĩ Xuân Yến nha cô chú anh chị. Thì bên trong khá là đông cho nên là Phúc Khang cũng không vào bên trong quay, chỉ quay bên ngoài cho cô chú anh chị và các bạn xem. Chút xíu nữa thì Phúc Khang có thể là Phúc Khang sẽ trực tiếp để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây có những người trong gia đình đến viếng. Hiện tại bên trong cũng có rất là nhiều và bên phía như là Hồng Phượng, cô Sáu Bào, Hồng Nhung, Tiểu Linh Vũ cũng đã đến viếng cố nghệ sĩ Xuân Yến nha cô chú anh chị. Thì cũng có Kim Nghe và cái cô tóc vàng gì đó, cái cô gì mà hay gọi cô bún bò bò gì đó cũng có, nói chung là cũng rất là nhiều. Trên màn hình là cô chú anh chị thấy là Hồng Phượng với Tiểu Linh Vũ và Kim Tho, kế bên là cô Sáu Hồng Nhung. Hiện tại bây giờ là rất là đông nha cô chú anh chị, rất là đông, họ hàng cũng như là các nghệ sĩ, bạn bè con cháu đến viếng cố nghệ sĩ Xuân Yến rất là đông. Thì bên ngoài thì Phúc Khang cũng thấy rất là nhiều anh em cũng đang tắt đẹp. Phải không?